Vào một ngày trời oi bức méo thể tả nổi, mấy anh giai này đã quá mệt mỏi với cái cảnh con vợ ở nhà, vì trời nóng nên tâm lý của chúng nó cũng bị bốc lửa theo. Thế là anh bảy rủ anh tám vào rừng chơi với hoa với lá cho đỡ xì chết. Cơ mà khổ một cái là từ đêm qua tới giờ, anh bảy chưa kịp tắm và rất nhanh chị anh tám đã nảy ra ý tưởng xây một cái hồ bơi giữa chốn rừng rú như thế này để làm căn cứ bí mật cho hai anh tha hồ giải tỏa hết mọi căng thẳng. Nam nhi đại trượng phu nói là làm, hai chàng trai bắt đầu dùng xẻng và đào đất. Mặc dù người thì cũng ốm yếu búng cái là bay, thế nhưng nghĩ tới cái cảnh phải đối mặt với con sư tử ở nhà, thì mấy khứa này bắt đầu tăng tốc độ, đào từ lúc cái hố có một xíu, mà giờ đây nó đã bự và cao hơn hai ổng cộng lại luôn, cao đến nổi trèo lên không được luôn mà, kiểu này thì đừng có nói với tôi là đào quyệt đấy nhé. Sau đó anh lên bờ và đào thêm một cái vòng tròn to ở ngoài, rồi dùng thang làm phương tiện di chuyển. Chứ cao cỡ này thì nhảy lên nhảy xuống 3 vòng là đủ để đăng xuất khỏi trái đất ngay. Tiếp tục hai ông anh dùng dây đo kích cỡ, rồi bắt tay vào công việc xây dựng mà nói đúng hơn là điêu khắc. Bởi mấy bà hãy nhìn hai khứa này đi, chỉ cần một cái xẻng trên tay mà mấy ổng đã có thể khắc ra một đống hình thù quái lạ. Từ bức tường thành bên trái, xong lại chuyển qua bên phải, những đôi tay ấy cứ miệt mài với công việc của mình, dù cho ai nấy cũng đều đã mệt đến kiệt sức. Nào là những cây cột hoa văn các kiểu, tất cả đều được khắc xong trong vòng một buổi sáng. Đặc biệt hơn là mấy ông anh này đã đào luôn cả một cái đường hầm, thông lên bên trên như cầu tuột luôn mới ghê ấy chứ. Kế đến một người thì đóng tre, còn một người thì vào rừng tìm cát từ những tổ kiến, rồi dùng nước trộn vào để làm xi măng. Chỉ với hai con người nhưng rất nhanh chóng, bờ thành phía bên trên đã được phủ lấp tất cả bởi xi măng, ai nấy cũng rất nhanh nhẹn và tháo vác. Dường như đây là những công việc đời thường của họ, nên họ làm nhanh như The Flash nhập ý các bạn nhờ. Trong khi anh trai kia đang chán xi măng bên dưới, thì trên này thanh niên đang đục lỗ những thanh tre để làm ống dẫn nước, thật là thú vị quá phải không nào. Tiếp đến hai anh trai ba chân bốn cẳng, chạy vào rừng để kiếm thêm về những thanh tre, đóng vài cái cột sau đó lại cố định tre vào sát nhau bằng dây thép. Những thao tác tưởng chừng như rất đơn giản, thế nhưng lại tạo ra được một cặp ghế ngồi nghỉ mát không khác gì Hawaii. Hàng này là hàng rừng rú chất lượng cao đây anh em ạ, ngồi thoải mái không bị dập hai quả đào đâu. Rồi sau khi đã test xong độ bền của ghế, thì hai ổng lại tiếp tục vào rừng hái một mớ lá xong đâm đâm, dầm dầm cho chúng nhuyễn ra rồi chắc lấy nước. Chắc là anh em đang thắc mắc là mấy khứa này làm vậy để chi đúng hem. Cơ mà làm như thế thì mới có cái để mà sơn thành, vì mấy bà thấy đó giờ đây những bức tường thành đã được phủ kín bằng một màu xanh của lá rừng trong vô cùng mát mẻ. Cuối cùng trời đã sẫm tối nhưng cái cung điện hồ bơi này thì vẫn chưa xong. Vậy nên hai ông quyết nhâm nhi con gà đợi đến sáng, chứ nhất quyết không về với sư tử Hà Đông ở nhà. Cũng may chưa kịp chợp mắt thì trời đã sáng, hai anh em tiếp tục rủ nhau đi chôm vài bụi cỏ về trang trí cho cái thành của mình. Sau đó họ dùng những ống tre nối vào nhau để tạo ra một đường ống nước bắt từ suối đến cung điện. Và giờ đây tất cả những vòi nước phun lên, trông cứ như một bức tranh tuyệt đẹp giữa nơi rừng thiên nước độc này vậy các bạn nhỉ. Trong khi đợi xã nước vào bể bơi, thì hai khứa này lại dùng những thanh tre để tạo ra cung tên đi săn lùng thức ăn chống đói. Giờ thì ăn cũng đã no, nước bơm thì cũng đã đầy, nên hai khứa bắt đầu tuột cầu tuột xuống bơi. Bơi từ sáng tới tối, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, bơi đến khi sắp chết đuối thì thôi. Cơ mà thời nguyên thủy sống như này đúng không nhệ, mấy thanh niên này chắc là học lõm được từ ông bà tổ tiên đây. Cái này mà rủ đám bạn thân cùng làm, thì hết sảy con bà tám luôn ấy chứ. Thôi thì các bạn còn chần chừ gì nữa mà không lôi ngay đứa bạn của mình đi đi nào. Trước mắt các bạn là hồ cá được anh bảy chọn đề co hôm trước, cơ mà mọi chuyện sẽ không có gì để nói, nếu ổng dùng cái hồ này để nuôi cá, bể cá khác biệt nên cá cũng khác bọt, hãy di chuyển ánh mắt vào cái lỗ, các bạn sẽ thấy điều bất ngờ. Đúng vậy, cha nội này nuôi lươn, đây có lẽ là nơi ở hoàn hảo đối với loài lươn sao trời. Với cấu tạo lỗ tròn, em nó có thể tự do thoải mái thụt vào nhô ra, để tăng sinh động cũng như giúp cuộc sống thủy cung thêm phần náo nhiệt, là lý do khứa bọ ngựa này có mặt ở trỏng. Ông anh đang chuẩn bị cho bé lươn ăn, vì đã đến giờ ăn của nó. Nhìn nè, đây là khẩu phần ăn hôm nay, đó là những con ếch vẫn chưa được tan rã hoàn toàn. Anh trai bốc ra một bé, qua lớp kính con lươn nhanh chóng tia được hương vị của đồ ăn. Nó thò cái đầu ra như muốn ăn tươi nuốt sống. Con ếch nhanh chóng được thả vào bể, bằng niềm tin không lung lay, con lươn từ cái lỗ thò ra để lộ thân hình sai đại. Vãi cả trưởng, này là lươn luyện thành tinh rồi. Nó đớp một miếng đã ấm trọn con ếch, nhưng cái lỗ quá nhỏ để cả hai có thể chui vào. Dù như thế thì bé nó vẫn giật con ếch vào cho bằng được, sau đó biến mất không một dấu vết. Ây chà, ra là nó biến hình sang cái lỗ bên kia. Ủa alo, rốt cuộc cha nội này thả vào trong cái bể cả hết mấy loài vậy trời, có cả tôm và đủ thứ tùm lum tè le. Những bé này đóng vai trò ô xin giúp việc, góp phần làm cho thủy cung thêm xanh sạch đẹp. Ấy ấy không lầm thì vật thể đang xoay vòng tròn kia là chân của con ếch vừa nãy. Có lẽ đây là giai đoạn xé mồi của lươn, ăn hết rồi nó lại thò cái đầu ra xin miếng. Vì là pet cưng nên anh bảy không ngại bonus cho nó một con tôm bóc sẵn. Đúng như dự đoán, cái nết háu ăn thúc giục em nó chủ động đớp, chứ chờ ông anh này đút chắc tới già. Ở một cảnh quay chậm có thể thấy, cái bụng của nó đã bự lên to chà bá. Dù no căng mỏ nhưng em nó vẫn không từ chối miếng nào. Có vẻ như em nó hướng nội, sợ ánh sáng nên cứ thích sống ẩn giật trong cái lỗ đen thui. Ngoài con pet lươn ra, anh bảy còn đem miếng mồi cho ếch chị đại ăn.
Nhìn qua là biết khứa này hướng ngoại, nó ra hiệu bằng tay kiểu thêm đi, thế nhưng thân hình quá cỡ của nó không cho phép anh Bảy làm điều đó. Anh Bảy kiểu tỉnh lại đi, mày sắp đi không nổi rồi đó còn ăn cho lắm. Vì có một niềm đam mê mãnh liệt với động vật, nên anh Bảy còn giấu vợ nuôi thêm bé này, nhìn nó lắc lắc cái đầu coi cưng chưa, ăn xong rồi còn biết chùi mép nữa chứ. Nhìn kiểu gì cũng cute hơn con vợ. Đi một vòng anh Bảy trở lại với bé luôn. Lần này em nó tỏ ra khó ở, miếng ăn dâng tận mồm rồi mà vẫn không chịu đớp. Này là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đây. Thấy anh Bảy chuẩn bị đi em nó rén ngay. Ta nói ngại thì hại dạ dày quả là không sai. Hành trình một ngày ở cùng thú cưng của anh Bảy cũng đã kết thúc. Đúng là những con pet của anh Bảy, con nào con nấy cũng đều độc lạ, không đụng hàng phải không mọi người. Bạn nào mà có sở thích như Bảy thì đừng quên like cho anh Bảy biết nhé. Video review giải trí của mình đến đây là hết. Cá nhỏ review xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau ạ. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ.